cô gái bị say tình trong đêm mưa vừa qua gần quán cà phê. Dưới ánh sáng thanh khiết của cơn mưa ánh trăng, một bóng người đơn độc hiện ra từ trong bóng tối. Emily, một cô gái trẻ với trái tim chịu nặng vì tình yêu đơn phương, tìm kiếm niềm an ủi trong tiếng mưa rơi nhịp nhàng. Khi cô lang thang trên những con phố vắng vẻ, suy nghĩ của cô lại hướng về người mà cô hằng khao khát. Ngay khi niềm hy vọng của cô bắt đầu cạn kiệt, màn đêm đã diễn ra một cách bất ngờ. Ở góc một con hẻm tối lờ mờ, cô nhận thấy một bóng người co ro dưới chiếc ô rách nát. Sự tò mò trỗi dậy, cô thận trọng tiến lại gần, tim đập thình thịch chờ đợi. Khi cô đến gần hơn, hình bóng đó quay lại, để lộ khuôn mặt của một chàng trai trẻ. Đôi mắt anh, giống như vực sâu của nửa đêm, có chiều sâu dường như xuyên qua tâm hồn cô. Trong khoảnh khắc đó, thời gian dường như đứng yên. Không nói một lời, họ trao nhau cái nhìn trộm dưới tán ô, cơn mưa cuốn qua họ, tạo nên một bầu không khí siêu thực và thân mật. Emily cảm thấy có một mối liên hệ không thể giải thích được, như thể cô đã biết anh cả đời. Khi cơn bão mạnh lên, họ thấy mình bị ép vào nhau để tìm hơi ấm. Cơ thể họ đung đưa nhẹ nhàng theo nhịp mưa, trái tim họ cùng đập. Với mỗi cú chạm bị đánh cắp, nỗi cô đơn của Emily tan biến, thay vào đó là cảm giác thân thuộc mới được tìm thấy. Khi cơn mưa cuối cùng cũng tạnh, họ chia tay nhau, trái tim họ tràn ngập niềm khao khát buồn vui lẫn lộn. Emily biết rằng cuộc gặp gỡ tình cờ của họ là một món quà, một tia hy vọng trong bóng tối của tình yêu đơn phương của cô. Trên đường về nhà, Emily không thể thoát khỏi cảm giác rằng mình đã tìm thấy điều gì đó thực sự đặc biệt. Tiếng mưa, mùi nhựa đường ướt và ký ức về cái nhìn chung của họ sẽ mãi mãi khắc sâu trong trái tim cô. Một bài hát ru sẽ dẫn dắt cô qua những đêm sắp tới.